Duy Trác, tiếng hát đại danh ca bị giam cầm 17 năm tại Việt Nam, sang đến nước Mỹ tự do vẫn tiếp tục bị trói buộc, đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Dân ca Duy Trác tên thật là Khuất Duy Trác, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1936 tại Sơn Tây. Ông mồ côi từ nhỏ, vào đời ở tuổi 12, từ khi còn học tiểu học ở quê nhà, Duy Trác đã thể hiện được năng khiếu ca hát và được lên trình diễn nhiều lần trong các buổi lễ ở Sơn Tây. Lúc đó, vì còn quá nhỏ, nên mỗi lần hát, ông đều phải đứng trên ghế. Lên trung học, Duy Trác học tại Việt Bắc, từ trung học Hùng Vương rồi tới trung học Kháng Chiến, nơi có các giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, sư phạm và chính trị. Năm 1951, ông rời vùng Kháng Chiến để về Hà Nội học tiếp trung học, có thời gian được theo học với hai nhà thơ nổi tiếng là Đoàn Phú Tứ và Lan Sơn. Thời gian này, Duy Trác ở trọ nhà chú ruột là ca sĩ Quách Đàm, người sau này đã tham gia trong chương trình Ngâm Tao Đàn ở Đài Phát Thanh Sài Gòn. Nhận thấy triển vọng từ giọng hát đặc biệt của người cháu, Quách Đàm đã thúc giục Duy Trác tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Hà Nội năm 1954. Mặc dù Duy Trác đã từ chối, nhưng chú ruột ông đã tự ý đăng ký dự thi, rồi khi nhận được giấy gọi, Duy Trác đành chấp nhận tham gia và giành giải nhất. Đây là một danh hiệu uy tín. Trước đó một năm thì Kim Tước cũng đang quang ngôi vị cao nhất. Hát ở Đài Phát Thanh một thời gian ngắn thì ông một mình di cư vào Sài Gòn năm 1954. Thời gian đầu ông ở tại khu Lều Bạc ở Khám Lớn Sài Gòn, vốn là nhà tù do Pháp xây dựng cạnh tòa án, đã bị chính quyền đệ nhất Sài Gòn phá hủy để sau đó xây dựng Thư viện Quốc gia. Khu lều này dành riêng cho những học sinh di cư không có gia đình. Khoảng đầu năm 1955, Tổng hội sinh viên Hà Nội di cư vào Sài Gòn đã tổ chức những đêm văn nghệ mang tên Nhớ về Hà Nội. Duy Trác đã lên hát ca khúc Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương, gây xúc động mạnh mẽ với những khán giả vốn là bạn bè đồng trang lứa, đồng hương vừa rời xa quê hương. Thời điểm đó nhạc sĩ Lê Thương đang làm phóng sự cho Đài Phát Thanh Pháp Á, tường thuật các đêm văn nghệ đó của Tổng hội sinh viên, và ông rất ấn tượng với giọng hát của cậu học sinh trẻ tuổi nên đã đến tìm, rồi thay mặt Đài Pháp Á mời Duy Trác về hát cho đài này. Năm 1956, các văn nghệ sĩ Việt Nam, trong cao trào chống Pháp hồi đó, đã đồng lòng tẩy chay Đài Pháp Á. Biết Duy Trác đang bị thương nặng, ông Hoàng Cao Tăng, giám đốc Đài Pháp Á đã đến thăm hỏi, đề nghị giúp đỡ tiền bạc và đưa ông vào nhà thương Cờ Giao, một bệnh viện cao cấp từng chữa trị cho vua Bảo Đại, với yêu cầu ông không được tham gia cuộc tẩy chay. Duy Trác đã từ chối và cho đăng lời tuyên bố trên một tờ báo của nhà văn Vũ Khắc Khoan. Việc trở thành ca sĩ Đài Phát Thanh đã giúp ông có tiền để tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông tại trường Chu Văn An, sau đó thi vào Đại học Luật Khoa, tốt nghiệp ngành luật và gia nhập luật sư đoàn năm 1960. Năm 1962, ông nhập ngũ vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, sau khi học xong được bổ nhiệm làm phụ tá ủy viên chính phủ tại Tòa án quân sự mặt trận vùng 3 cho đến năm 1966 thì giải ngũ để trở về với nghề luật sư. Sau Mậu Thân 1968, Duy Trác được lệnh tái ngũ và biệt phái về làm chuyên viên luật pháp tại Phủ Tổng thống. Trong thời gian bị cắt chức, Duy Trác chuyển sang làm cố vấn luật pháp cho Tổng cục Gia cư, chuyên viên luật pháp tại Thượng nghị viện, Hạ nghị viện và Giám sát viện. Song song với việc làm công chức, Duy Trác vẫn đi hát, và trong suốt sự nghiệp ca hát 20 năm ở Sài Gòn, ông chỉ hát ở các đài phát thanh và thu băng dĩa, chứ chưa bao giờ lộ diện trước công chúng ở phòng trà hay là đại nhạc hội. Vì vậy mà nhà văn Duyên Anh đã đặt cho ông biệt danh chàng ca sĩ cấm cung. Sau này Duy Trác giải thích rằng ông là ca sĩ khó học thuộc lời nhạc nhất trong số những ca sĩ Việt Nam từ trước đến nay, nên chỉ tự tin khi hát trong phòng thu âm. Ông có cảm giác không thoải mái khi đứng trước công chúng hay máy quay phim, thậm chí là máy chụp hình, chứ không phải vì ông là luật sư hay cố giữ hình tượng một vai vế lớn trong chính quyền. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật ở Sài Gòn trước 1975, ngoài âm nhạc thì Duy Trác còn tham gia ban kịch truyền thanh trong nhiều năm, tham gia lồng tiếng cho hai cuốn phim Hè Muộn của Đặng Trần Thứ và Đất Khổ của Hà Thúc Cần. Ngoài ra ông cũng hát nhạc phim cho hãng Alpha. Năm 1974, ông bị Tổng thống cắt chức, sang năm 1975 thì bị bắt giữ vì công khai bày tỏ những bất đồng quan điểm với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Đến ngày 27 tháng 4 năm 1975 mới được Tổng thống Trần Văn Hương ký lệnh tha bổng. Cũng chẳng được bao lâu, sau biến cố ngày 30 tháng 4, Duy Trác lại bị chính quyền mới đưa vào cảnh giam cầm. Bởi bên cạnh nghề tay trái là ca hát, ông còn là một sĩ quan biệt phái. Ngày 14 tháng 6 năm 1975, ông trình diện với tư cách sĩ quan biệt phái tại trường Ta Be. Sau khi đóng 10 ngày tiền ăn, ông bị đưa đến trại tập trung Tràng Lớn, Tây Ninh, một căn cứ cũ của Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 25. Trong những ngày đầu đã có nhiều vụ tự tử,
Đặc biệt có trường hợp nhạc sĩ Minh Kỳ đang ngồi ở trong trại thì có một trái lựu đạn được biết là của một bạn tù gây rối khiến bị tử thương. Sau đó, ông bị đưa đi cải tạo tại Phú Quốc, được nhốt vào các trại trước kia từng giam giữ tù binh Cộng sản. Ở ngoài đảo được 2 tháng thì bọn Khmer Đỏ đánh đảo Thổ Châu. Chính quyền mới lo sợ vấn đề an ninh nên mấy tháng sau lại được đưa về một căn cứ cũ của Trung đoàn 48 ở Long Khánh. Sang giữa năm 1977, các sĩ quan quân đội thuần túy được đưa lên Phước Long. Các sĩ quan và hạ sĩ quan cảnh sát cùng với sĩ quan biệt phái như Duy Trác thì được chuyển giao sang công an, đưa về trại Z-30D tại Phan Thiết. Đêm 30 Tết năm 1978, ông cùng các bạn tù thực hiện một cuộc nổi loạn không đổ máu. Giữa 1.700 anh em gầy ốm, quần áo xác xơ, dưới ánh nắng dịu của ngày đầu xuân, người ca sĩ Cấm Cung Duy Trác lần đầu tiên hát trước thính giả đông. Ở một hoàn cảnh éo le như thế, ông đã hát bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương. Sau vụ này, ông bị còng chân hàng năm trời và Bộ Nội vụ xuống điều tra. Vào đầu tháng 9 năm 1979, ông bị đưa lên xe dẫn tới trại A-20 ở Phú Khánh, một trại cải tạo cao cấp dành cho những người có án từ 15 năm trở lên. Nhưng nhờ cải tạo tốt nên ông được trả tự do vào năm 1981. Về lại Sài Gòn, ông mở một quán cà phê hội tụ rất nhiều những văn nghệ sĩ. Thế nhưng ông vẫn tham gia gửi bài viết và nhạc để đăng ở hải ngoại, đi ngược lại với chính sách đại đoàn kết dân tộc của chính quyền, nên ông bị kết tội thêm 4 năm trong một vụ án mang tên biệt kích văn hóa và được thả tự do vào năm 1988. Mùa thu năm 1992, Duy Trác cùng gia đình đến được Hoa Kỳ và cư ngụ tại Texas. Tại hải ngoại, Duy Trác xuất hiện 2 lần trên Paris by Night trong 2 ca khúc Đôi Mắt Người Sơn Tây và Áo Lửa Hà Đông cùng trong năm 1993. Đó cũng là 2 lần hiếm hoi mà ông xuất hiện trong một chương trình thu hình có khán giả. Ngoài ra, cùng thời gian này, ông phát hành CD mang tên Còn Tiếng Hát Gửi Người, cũng là ca khúc do chính ông sáng tác, do Trung tâm Thúy Nga phát hành, và CD Giã Từ do Trung tâm Diễm Xưa phát hành. Tính từ ngày đi trại cải tạo đến khi sang Mỹ định cư, đã 17 năm ông không được cất cao tiếng hát. Sang đến bên đây, giọng hát của ông lại tiếp tục bị trói buộc, không phải vì 4 bức tường nhà giam, mà bởi cả một đại dương bao la ngăn cách ông với quê hương Việt Nam. Dù ông vẫn được xem là một trong những đại danh ca của nền âm nhạc, giọng hát vẫn giữ lại được một âm sắc đẹp, cũng không vơi bớt được những âm hưởng trầm hùng. Không phải là ở những lúc ông hát những bài hành khúc mà ngay cả lúc ông hát những bài tình cảm. Âm sắc trầm rền và dội sâu đó cùng với làn hơi phong phú của ông làm cho người nghe có cảm tưởng đó là tiếng âm u huyền bí của miền thâm sơn hoang dã. Tiếng hát ông chứa một tiềm lực bền bỉ, một sinh lực dồi dào. Chuỗi ngân của ông rõ nét song thu, không nhỏ mức như chuỗi hạt cườm mà cũng không nhọn sắc răng cưa. Tiếng hát Duy Trác chẳng những là tiếng hát tài tử mà còn là tiếng hát nhà nghề cực kỳ điêu luyện. Một giọng tinh túy được gạn lọc hết những cái tạp chất giữa một số đông giọng danh tiếng đương thời hoặc đi sau ông. Nếu Duy Trác hát ở một thính phòng ấm cúng hoặc ở phòng trà nho nhỏ, dù dàn nhạc không có cây đại hồ cầm, tiếng hát ông vẫn có thể dễ dàng thay thế. Tiếng hát trầm của ông càng xuống thấp càng chắc nịch, như vọng âm rền rền vào những ngõ ngách kín đáo của trái tim thính giả. Trước giờ, ông vẫn chỉ xem nghề hát như một cuộc dạo chơi, nên ông hát rất tự do thoải mái, hát vì niềm vui và sở thích chứ không chịu áp lực mưu sinh. Khi còn ở quê hương đó là tiếng hát tự do, nhưng khi đặt chân lên đất Mỹ, trong giai đoạn âm nhạc hải ngoại cực kỳ hưng thịnh, thì nó lại bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền nhiều hơn là đam mê nghệ thuật. Có lẽ vì thế nên ông quyết định nghỉ hát. Đầu những năm 2000, ông chuyển sang hợp tác với Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam tại Houston, phụ trách một vài chương trình. Đến năm 2008, khi ông 72 tuổi, gia đình phát hiện ra ông bị mắc bệnh Alzheimer, ông về sống chung với con gái. Buổi tối hàng ngày, để an toàn cho bố, con gái thường đưa ông về tận phòng nghỉ. Một hôm, ông nói giọng băn khoăn, tôi cảm ơn cô nhưng cô là ai vậy? Tôi là người đã có gia đình, nếu cô cứ đi theo thế này thì người ngoài nhìn thấy thật không tiện cho tôi. Cô về đi. Dù tuổi đã cao, lại ở tình trạng sức khỏe không được tốt, trí nhớ đã dần trả về hư không. Câu chuyện nhỏ đáng yêu nhưng đầy cảm động bên trên cũng một phần nào nói lên nhân cách sống cao đẹp trong con người ông. Chỉ tiếc rằng, ông không có cơ hội được cảm nhận quê hương Việt Nam đã thay đổi tốt đẹp hơn từng ngày. Dòng nhạc sở trường của Duy Trác, như ông từng tâm sự, đó là loại nhạc trữ tình, kể cả nhạc tiền chiến hay loại nhạc viết sau này, vì nó phù hợp với giọng hát và lối hát của ông. Các nhạc sĩ sáng tác mà ông yêu thích là Phạm Duy, Cung Tiến, Phạm Đình Chương. Ngoài ra, Duy Trác cũng nhắc đến Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ mà ông yêu thích, dù trong sự nghiệp Duy Trác chỉ hát một bài nhạc Trịnh duy nhất là Du Mục. Những ca khúc mà danh ca Duy Trác thích hát nhất, theo lời ông kể, đó là Ngày Đó Chúng Mình của Phạm Duy, Hương Xưa của Cung Tiến, Thuở Ban Đầu của Phạm Đình Chương,
Áo Lụa Hà Đông của Ngô Thụy Miên. Vì hát theo sở thích nên Duy chắc đã hát thành công hơn các bài khác và được thính giả rất mến mộ. Đặc biệt là với ca khúc Hương xưa được nhạc sĩ Cung Tiến ghi lời đề tựa là Tặng Khuất Duy Trác. Danh ca Duy Trác và nhạc sĩ Cung Tiến vốn là những người bạn thân và rất hợp nhau trong âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi về tiểu sử cuộc đời của đại danh ca Duy Trác. Thay mặt toàn bộ khán giả trên kênh Lịch Sử Hải Ngoại, xin chúc ông luôn giữ được sức khỏe, phép màu sẽ đến với ông để hồi phục một cách thần kỳ. Còn các bạn thì sao? Nếu có kỷ niệm nào gắn liền với ông, hãy để lại nhận xét dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.